Thưa quý vị, thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi và các bộ ngành địa phương đã tích cực triển khai thực hiện công tác người cao tuổi và đạt được nhiều kết quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực. Dù vậy, hiện đời sống của một bộ phận người cao tuổi vẫn còn khó khăn, nhất là người cao tuổi ở vùng sâu, vùng xa. Các chính sách đón đầu xu hướng già hóa dân số già và việc xây dựng chiến lược quốc gia về người cao tuổi trong tình hình mới chưa đảm bảo tiến độ. Trước tình hình này, Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn thiện chiến lược quốc gia về người cao tuổi để kịp thời ứng phó hiệu quả với quá trình già hóa dân số nhanh ở Việt Nam hiện nay, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong quý tư năm 2024. Trong đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan tập trung cải cách thủ tục hành chính, liên thông chia sẻ dữ liệu giúp người cao tuổi dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính. Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện đề án người cao tuổi tham gia khởi nghiệp, tạo việc làm, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong tháng 12 năm nay. Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức liên quan, hoàn thiện chương trình nhân đạo, mắt sáng cho người cao tuổi trong tháng 11 tới. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy chính quyền về vai trò tầm quan trọng của công tác người cao tuổi, về chính sách pháp luật đối với người cao tuổi, quan tâm kiện toàn hội người cao tuổi cấp tỉnh, huyện, tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người cao tuổi tại cơ sở.